Vừa rồi là những phút giây thư giãn thú vị cùng tiểu phẩm Kính Đa Trồng. Và bây giờ mời quý khán giả chờ xem ẩn số hôm nay là gì nhé. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay chúng ta cùng đồng hành trong một chương trình mà trải qua những giây phút hồi hộp đầy hấp dẫn với chương trình và những chiếc cặp. Thưa quý vị, mời quý vị cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Quý vị các bạn thân mến, Đi Tìm Ẩn Số do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện. Chương trình này được sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Đình. Thưa quý vị, đến với chương trình Đi Tìm Ẩn Số, quý vị có cơ hội khám phá chiếc cặp mà trong đó giá trị của nó lên đến 100 triệu đồng. Thưa quý vị, và bây giờ tất cả được sẵn sàng. Chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ 26 người đẹp, mang theo 26 chiếc cặp, trong đó có 26 ẩn số. Nào, xin mời! Cần 26 thí sinh cho 26 chiếc cặp. Hiện nay đăng ký dự thi trên hàng ghế của các thí sinh là 21 người. Thế 5 thí sinh còn lại ở đâu? Thưa quý vị, đó là những ẩn số đầu tiên của chương trình. Chúng tôi sẽ chọn lựa bất kỳ từ hàng ghế của khán giả. Đợt đầu tiên sẽ chọn 4 thí sinh. Xin mời phòng máy chọn lựa ngẫu nhiên. Bắt đầu. Khán giả may mắn ngồi ở vị trí khối 2 và hàng số 1. Chúc mừng! Chúng ta tiếp tục tìm thêm thí sinh cuối cùng thứ 26. Xin mời phòng máy. Đó là thí sinh nào? Chúc mừng khối 4 hàng 2 và ghế số 2. Yeah! Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng 1 của chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Đầu vòng 1 và họ sẽ trải qua 5 câu hỏi. 5 câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Cách tính điểm như sau. Thí dụ trong số 26 thí sinh có 25 người đáp đúng và 1 người đáp sai. Như vậy 25 thí sinh đáp đúng ấy mỗi người nhận được 1 điểm. Trong trường hợp 25 thí sinh đáp sai, một người duy nhất đáp đúng, người duy nhất ấy sẽ được 25 điểm. Câu hỏi càng khó, ít người đáp đúng, điểm càng cao. Thưa quý vị, và cuối vòng thi này sau 5 câu hỏi, hai thí sinh cao điểm nhất sẽ là người chiến thắng bước vào vòng thi thứ hai. Và bây giờ, tất cả đã được sẵn sàng. Xin mời các cổ động viên hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cổ vũ tinh thần 26 thí sinh. Câu hỏi số 1. Định luật ôm do nhà vật lý người nước nào tìm ra? A. Pháp. B. Ý. C. Mỹ. D. Đức. 5 giây. Bắt đầu. Thưa quý vị, định luật ôm do nhà vật lý người Đức George Simon Ohm tìm ra. Ông sinh năm 1789 và mất năm 1854. Kết quả nghiên cứu của ông được tuyên bố vào năm 1827, nhưng đến cuối thế kỷ thứ 19, định luật Ohm mới được các nhà vật lý trên toàn thế giới công nhận và được ứng dụng rộng rãi. Như vậy, J là đáp án chính xác. Có 5 thí sinh đáp đúng và 21 thí sinh đáp sai. Như vậy, mỗi người đáp đúng được 21 điểm. Trong số 5 thí sinh đáp đúng có 2 thí sinh nhanh tay nhất bấm bàn phím xin được công bố. Họ là ai? Thưa quý vị, đó là Phạm Thị Nguyệt, 21 điểm. Chúc mừng! Vị trí nhì bảng thuộc về bạn Hoàng Khanh, 21 điểm. Chúc mừng! Và bây giờ chúng ta bước sang câu hỏi thứ 2. Truyện ngắn Gió Lạnh Đầu Mùa là tác phẩm
của nhà văn nào? A. Nguyễn Công Hoan, B. Thạch Lam, C. Nam Cao và D. Nguyễn Đình Thi. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, là một nhà văn có phong cách riêng với các truyện ngắn đơn giản nhưng hấp dẫn người đọc. Thạch Lam là tác giả của các truyện ngắn như Gió Lạnh Đầu Mùa, Hai Đứa Trẻ, vân vân. Ông là thành viên của Tự Lực Văn Đoàn. Tác phẩm chính của ông gồm các tập truyện ngắn Gió Đầu Mùa, Nắng Trong Vườn, Sợi Tóc, Tiểu Thuyết Ngày Mới, vân vân. B là đáp án chính xác. Có 16 thí sinh đáp đúng và 10 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được cộng thêm 10 điểm. Thưa quý vị, bước sang câu hỏi thứ 3 thuộc lĩnh vực thể thao như sau. Edson Arantes do Nascimento là tên thật của cầu thủ nào? A. Pele, B. Ronaldo, C. Ronaldinho và D. Romario. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, World Cup năm 1970 còn để lại ấn tượng khó phai mờ trong ký ức nhiều người, bởi đây là thời điểm chàng trai Edson Arantes do Nascimento chính thức được gọi là vua bóng đá Pelé. A là đáp án chính xác. Trong câu hỏi vừa rồi có 8 thí sinh đáp đúng và 18 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được 18 điểm. Câu hỏi thứ 4. Việt Nam đã mất bao nhiêu năm để đàm phán gia nhập WTO? A. 7 năm, B. 9 năm, C. 11 năm và D. 13 năm. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, sự kiện Việt Nam gia nhập WTO tháng 11 năm 2006 là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự đi lên của kinh tế nước nhà. Để đạt được thỏa thuận này, Việt Nam đã bắt đầu nộp đơn xin gia nhập từ tháng Giêng năm 1995, trải qua nhiều phiên đàm phán. Đến tháng 11 năm 2006, Việt Nam đã chính thức là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới này. Như vậy, C, 11 năm là đáp án chính xác. Trong câu hỏi vừa rồi, chúng tôi nhận thấy trong số 26 thí sinh có 13 thí sinh đáp đúng và 13 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được cộng thêm 13 điểm. Thưa quý vị, và bây giờ xin tạm thời tổng kết số điểm của 26 thí sinh và công bố 4 thí sinh đứng đầu bảng. Nhất bảng, bạn Hoàng Khanh 44 điểm dẫn đầu. Vị trí nhì bảng thuộc về bạn Phương Hằng 41 điểm. Vị trí thứ ba thuộc về bạn Mai Khanh 41 điểm. Và vị trí thứ tư thuộc về bạn Thiên Lý 41 điểm. Chúc mừng. Thưa quý vị, cùng là 41 điểm nhưng chúng ta thấy có sự sắp xếp thứ tự khác nhau bởi vì tùy thuộc vào thời gian bấm bàn phím nhanh tay hơn. Và bốn thứ tự này còn nhiều thay đổi bởi trước mắt chúng ta còn câu hỏi thứ năm. Câu hỏi thứ năm như sau. Đại dương nào có diện tích lớn nhất? A. Đại Tây Dương, B. Thái Bình Dương, C. Ấn Độ Dương và D. Bắc Băng Dương. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, Thái Bình Dương rộng khoảng 180 triệu km vuông, Đại Tây Dương khoảng 106 triệu km vuông, còn Ấn Độ Dương thì khoảng 75 triệu km vuông. Và cuối cùng, Bắc Băng Dương khoảng 14 triệu km vuông. Như vậy, B, Thái Bình Dương là đại dương có diện tích
lớn nhất. 13 thí sinh đáp đúng và 13 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được cộng thêm 13 điểm. Thưa quý vị, xin tổng kết số điểm của các thí sinh và xin công bố hai thí sinh cao điểm nhất chiến thắng bước vào vòng thi thứ hai. Đó là Phương Hằng 54 điểm. Chúc mừng! Vị trí nhì bảng người chiến thắng thứ hai, Mỹ Hạ vượt lên 54 điểm. Chúc mừng! Mừng quý vị các bạn đang đến với vòng 2 của chương trình Đi tìm ẩn số. Thưa quý vị, bạn Phương Hằng và bạn Mỹ Hạ là hai thí sinh chiến thắng vòng thi thứ nhất bước và có giải thưởng cố định 3 triệu đồng. Nhưng trước khi đến phần nhận giải thưởng, xin mời quý vị đến phần tự giới thiệu của hai thí sinh. Xin mời bạn. Tôi tên là Nguyễn Phương Hằng, hiện là quản lý hành chính tại công ty in ấn Sao Mai, quận Tân Phú. Xin chào các bạn. Và xin mời thành viên thứ hai. Chào quý vị khán giả, tôi tên là Nguyễn Trần Mỹ Hạ, đang là giáo viên của trường trung học A Châu. Rất vui được gặp các bạn. Thưa quý vị và các bạn, và đến với cơ hội của vòng 2 là giải thưởng cố định 3 triệu đồng dành cho hai thí sinh cao điểm nhất. Nhưng giải thưởng thì chỉ có một, cho nên tranh để nhận giải thưởng cố định bằng cách nào? Bấm bàn phím trong thời gian 5 giây, ai bấm nhanh tay hơn sẽ là người giành giải thưởng cố định. Nhận 3 triệu đồng và ra về không cần phải quan tâm suy nghĩ đến những chiếc cặp, đến những con số. Và bây giờ thì hai thí sinh của chúng ta đã sẵn sàng. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần cho. Đèn từ từ tối xuống, thời gian 5 giây đèn màu chớp lên, bắt đầu chọn giải thưởng cố định 3 triệu. Chúc mừng! Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng thi đặc biệt của chương trình Đi tìm ẩn số. Thưa quý vị, bạn Phương Hằng may mắn vượt qua vòng thi thứ nhất cao điểm, bước vào vòng thi đối đầu và chiến thắng bước vào vòng thi đặc biệt. Hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt chúc bạn Hằng may mắn. Bạn Hằng thân mến, ông xã ở nhà giữ con, khi đi ông xã dặn gì, chương trình ẩn số mang về bao nhiêu? Khi đi xã có dặn rằng 200-300 triệu đem về nha em. Vâng, và bây giờ thì bạn hãy giới thiệu người cùng hỗ trợ cho mình trong vòng thi này. Hỗ trợ với em là hai bạn của em, bạn Thúy và bạn Danh. Mình tên là Thúy, hiện đang công tác tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Cotec. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Quỳnh, hiện đang công tác ở công ty bảo hiểm nhân thọ Đai Chi Việt Nam. Mình tới đây cũng để cổ vũ cho bạn Hằng. Bạn Phương Hằng thân mến, 26 chiếc cặp đã sẵn sàng với giá trị của nó đang hiển thị tất cả lên màn hình. Cặp nào bao nhiêu tiền? Đây là ẩn số, sự hấp dẫn của chương trình. Chúng ta không biết mà chỉ đến mở cặp cuối cùng mới có thể biết là giá trị cặp nào bao nhiêu. Bây giờ bạn sẽ giữ lại cặp của mình lúc ban đầu hay là đổi bất kỳ cặp nào khác, tùy ý. Em chọn số 25. Chọn số 25. Hồi nãy bạn nói 200-300 triệu mang về nha em. Cái đó là ý của ông xã em, còn ý em là 25. À, bây giờ không có ông xã em làm theo ý em. Cặp 25 Lan Phương mang đến cho Phương Hằng. Trong chương trình Đi tìm ẩn số, như chúng tôi thường nói, là nghệ thuật của sự dừng lại đúng lúc. Nếu bạn dừng lại quá sớm thì phải hối tiếc, dừng lại quá muộn thì phải hối hận. Làm thế nào để đúng thời điểm dừng lại để đạt được giá trị cao nhất? Không biết là trong chiến lược của bạn trong vòng thi này, phiêu lưu mạo hiểm
hay là thật cẩn trọng tính toán chi ly? Giải thưởng gần tới 50 triệu là dừng lại là tốt nhất. Hãy dành một tràng pháo tay và chúc bạn Hằng may mắn. Và bây giờ bạn sẽ có cơ hội chọn 6 chiếc cặp. Em chọn cặp số 1. Lê Hằng chuẩn bị. Đây là người đẹp có đôi mắt biết nói. Cặp số 1 từ từ cho xem kết quả ẩn số. 2 triệu đồng. Còn 5 cặp nữa. Em chọn cặp số 17. Thu Huyền chuẩn bị. Kết quả giá tiền của cặp 17 là 20.000 đồng. Còn 4 cặp nữa. Em chọn cặp số 11. Sẵn sàng, cặp 11 giá trị 1.000 đồng. Bạn còn 3 cặp nữa. Em chọn cặp số 10. Cặp số 10, sẵn sàng 10 triệu đồng. Số lửng lơ. Còn 2 cặp nữa. Em chọn cặp 18. Cặp 18 Thiên Thanh sẵn sàng. Chúng ta cùng xem 250.000. Tiếp tục mở những cặp nhỏ bạn nhé. Còn một cặp nữa thôi. Ngân hàng số chào giá. Em chọn cặp số 7. Tiếp tục rơi vào bên bảng bên phải hay bên trái nha? Trái. Bên nào quý vị? Trái. Bên trái. Số 7. Từ từ. 7.500 đồng. Bên trái là bên trái. Ngân hàng Gia Định chào giá ngay sau đây. Đã có tín hiệu. Alo, xin chào đại diện của Ngân hàng Gia Định. Xin cảm ơn. Đợt đầu tiên Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp của bạn là 560.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Không chấp nhận. Bạn sẽ có cơ hội mở 5 cặp nữa. Em chọn cặp số 2. Xin mời bạn Minh Ngọc chuẩn bị. Cặp số 2 đã sẵn sàng. Kết quả bên trong của cặp số 2 là bao nhiêu? Chúng ta cùng xem. Đó là 15.000 đồng thôi. Yeah. Bạn còn 4 cặp nữa. Em chọn cặp số 8. Lần này cặp số 8. Bạn Kim Phượng chuẩn bị. Cặp số 8 có giá trị bao nhiêu? Ẩn số là 1 triệu đồng. Còn 3 cặp nữa. Em chọn cặp 14. Cặp 14 đã sẵn sàng. Ẩn số trong cặp 14 là, chúng ta cùng xem, 25.000 đồng. Tiếp tục bạn còn 2 cặp nữa. Ngân hàng sẽ chào giá, đó là 2 cặp nào? Em chọn cặp 15. Cặp 15 có giá trị bao nhiêu? Chúng ta cùng xem. Và kết quả ẩn số bên trong đó là giá trị 5.000 đồng. Còn 1 cặp nữa thôi. Ngân hàng sẽ chào giá, đó là cặp nào? Em chọn cặp số 9. Cặp số 9 với giá trị bao nhiêu? Đây là cặp cuối cùng của đợt này. Chúng ta cùng xem. 3 triệu đồng thôi. Wow. Ngân hàng chào giá. Bạn đã liên tiếp mở rất nhiều cặp nhỏ và giữ được những cặp lớn. Đây là may mắn của bạn. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng. Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 25 giai đoạn này là 2.200.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Bạn sẽ có cơ hội mở 4 cặp nữa. Đó là những cặp nào? Em chọn cặp 12. Cặp 12 sẵn sàng. Kết quả bên trong là số tiền bao nhiêu? 50 triệu đồng. Vâng, bạn Tuyền đã lắc đầu một cái. 50 triệu. May không phải là số 100 triệu, bạn vẫn còn may mắn. Hãy giữ lại con số 100, 20 và 25 triệu, còn 3 cặp nữa. Em chọn cặp số 3. Kết quả của cặp số 3 có giá trị là bao nhiêu? Chúng ta cùng chờ xem. Đó là 1.250.000. Còn 2 cặp nữa.
Em chọn cặp 21. 21 sẵn sàng. Ẩn số của cặp 21 là giá tiền 2.500 đồng. Tiếp tục còn một cặp nữa thôi. Ngân hàng chào giá. Hãy cảm nhận sự may mắn của mình. Tìm một con số nhỏ bên trái. Số mấy quý vị? Số 4. Phương Thùy chuẩn bị. Đây là cặp cuối cùng của đợt này trước khi ngân hàng chào giá. Thưa quý vị, ngân hàng chào giá. Mặc dù đợt này bạn đã mở ra cặp 50 triệu nhưng bạn may mắn còn giữ được chiếc cặp 100 triệu. Đây là điều quan trọng để ngân hàng tiếp tục chào giá lên cặp. Alo, chúng tôi nghe. Vâng, xin cảm ơn. Cao hơn giải thưởng cố định. Ngân hàng chào mua chiếc cặp giai đoạn này là 3 triệu. Không phải. 3.800.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Chúng ta cùng chọn thêm mở 3 cặp nữa. Thúy chọn dùm hàng đi. Thúy nghĩ hàng chọn cặp 20 đi. Thúy thì nghĩ cặp 20, hàng nghĩ thế nào? Em chọn cặp 20. Cặp 20 sẵn sàng, từ từ. Mở. 10.000. Còn 2 cặp nữa. Em chọn số 13. Số 13 có e ngại gì không hả? Xin mời Hoài Phương chuẩn bị. Cặp 13, từ từ. Mở. 500.000 đồng. Và bây giờ tiếp tục chọn một cặp nữa thôi. Em chọn cặp 16. Đây là chiếc cặp cuối cùng của đợt này. Nếu rơi vào số bên trái, ngân hàng lập tức chào giá cặp này. Kết quả bên trong là 5.000.000 đồng rồi. Wow. Ngân hàng chào giá. Chúng ta tiếp tục chờ đợi ngân hàng chào giá. Bạn đã rất may mắn, ngoài số 100 triệu bạn có 3 số sát sát nhau: 15, 20 triệu và 25 triệu. Hãy cảm nhận sự may mắn của mình. Chúng tôi sẵn sàng. Xin cảm ơn ngân hàng. Giai đoạn này ngân hàng gia định chào mua chiếc cặp của bạn là 7.500.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Yeah. Bạn có cơ hội chọn 2 cặp nữa. Em chọn số 26. Vị trí may mắn của thí sinh thứ 26 có cơ hội dự đoán để nhận tiền thưởng. Dạ, tôi tên là Tuấn. Xin đoán cặp số 26 là 100.000 đồng. Nếu anh đoán đúng, 1.200.000 sẽ thuộc về anh Tuấn nha. Cặp 26 Phương Ngân sẵn sàng. Kết quả là 75.000. Anh ơi, chưa đủ 100. Ngân hàng sẽ chào giá sau một cặp nữa. Bạn sẽ chọn cặp nào? Cặp số 19. Vị trí 19 dự đoán. Thưa quý vị, đây là thí sinh đã nhận giải thưởng cố định 3.000.000 đồng và đã không còn quyền lợi và nghĩa vụ trong giai đoạn này. Như vậy chúng ta sẽ cùng xem cặp 19 giá trị bao nhiêu. Xin mời Mỹ Loan chuẩn bị. Cặp 19 100.000 đồng thôi. Quá. Ngân hàng chào giá. Thưa quý vị, và bây giờ tín hiệu ngân hàng đã có. Chúng tôi đang chờ quyết định của ngân hàng. Xin cảm ơn ngân hàng. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp của bạn là 12.300.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Mời bạn chọn một cặp nữa thôi. Ngân hàng sẽ chào giá. Em chọn cặp số 6.
Vị trí số 6, dự đoán. Tôi tên là Loan. Tôi dự đoán cặp này là 15 triệu. Nếu đoán đúng thì thưởng dành cho bạn Loan sẽ là 800.000 đồng. Cặp số 6, bạn Hoài Thương. Chuẩn bị. Kết quả thế nào? Chúng ta cùng xem. Đó là 4 triệu đồng. Ngay sát bên cạnh chứ không phải 15 triệu đồng. Chưa chính xác. Ngân hàng tiếp tục chào giá. Thưa quý vị, kịch tính càng tăng cao khi những giá trị lớn sàn sát nhau bên cạnh số 100 triệu. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng. Giai đoạn này, ngân hàng gia đình chào giá. Chiếc cặp số 25 là 17.800.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Hôm nay là một ngày may mắn với Hằng, cho nên là Hằng nên chơi tiếp. Không chấp nhận. Chọn một cặp nữa thôi, ngân hàng chào giá. Em chọn cặp số 24. Thí sinh may mắn ngẫu nhiên 24, dự đoán. Tôi đoán cặp số 24 là 25 triệu. Cô Nguyệt thân mến, nếu cô đoán đúng cặp 24 là 25 triệu, tiền thưởng dành cho cô sẽ là 600.000 đồng. Và anh Thư chuẩn bị. Số tiền bên trong 24. 50.000 đồng cơ. Ngân hàng chào giá. Hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cho bạn Hằng. Tất cả chúng ta đang chờ đợi tín hiệu đổ chuông của ngân hàng. Và đã có ngay sau đây. Chúng tôi cùng nghe. Cảm ơn ngân hàng. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp của bạn Hằng trong giai đoạn này là 26.500.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Bạn nên tranh thủ ý kiến của những người bạn thân nhất của mình, bởi vì số 100 triệu nếu còn thì là không quan tâm. Nhưng nếu bạn mở cặp tiếp theo ngay ra đây không chấp nhận 26 triệu thì cặp 100 triệu đã mở ra số 26.500.000, mãi mãi là con số ảo mà thôi. Nhưng nếu bạn mở bất kỳ cặp nào không phải là cặp 100 triệu, lập tức ngân hàng sẽ chào giá cao lên. Ít nhất em cũng được 15 triệu cho nên em không chấp nhận. Tiếp tục một cặp. Hãy chọn cặp 15, 20 hoặc 25. Em chọn số 22. Vị trí 22 dự đoán. Tôi tên là Bích Giang. Tôi dự đoán cặp 22 là 15 triệu. Xin mời bạn sẽ theo dõi bạn Bích Tuyền. Cặp 22. Cho chúng ta xem ẩn số bên trong. Ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp 25 là 36.200.000 đồng.